chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha bài tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh theo lạy chúa vinh danh chúa khi ấy đức giêsu nói với các môn đệ rằng khi con người đến trong vinh quang của người có tất cả các thiên sứ theo hầu bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dòng thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người. Và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa, ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách là các ngươi đã tiếp rước, ta tròn truồng các ngươi đã cho mặt, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hang. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng, lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn khác mà cho uống có bao giờ đã thấy chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc tròn truồng mà cho mặc có bao giờ chúng con đã thấy chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi hang đấu đức vua sẽ đáp lại rằng ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng quân bị quyền rủa kia đi đi cho khúc mắt ta mà vào lửa đời đời nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn các ngươi đã không cho ăn ta khác các ngươi đã không cho uống ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước ta tròn truồng các ngươi đã không cho mặt ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thăm viếng bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng lạy chúa có bao giờ chúng con đã thấy chúa đói khát hoặc là khách lạ hoặc trong chuồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ chúa đâu bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời chúa. Lạy chúa khi tôn, ngài khen chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Mát theo chương 25 câu 31 đến câu 46 mà chúng ta quen gọi là cái trình thuật hay là cái dụ ngôn về à, ngày phán xét. À, về ngày phán xét. Như vậy bây giờ chúng ta có thể tuyên bố của cái chủ đề của ngày hôm nay, ngày thứ hai của cái tuần thứ nhất mùa chay thưa anh chị em chủ đề chung cho các bài đọc và hội thánh cho chúng ta nghe đó là gì một lý tưởng mang hai tên gọi hai tên gọi đó là gì thánh thiện và yêu thương cái tên gọi thánh thiện được trích từ sách Lê Vi chương 19 câu 2 còn luật yêu thương thì khi mà nói lên định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu đó thì ở trong thư thứ nhất của Doan chương 4 câu 8 trong khi đó nói Thiên Chúa là đóng thánh thì ở Lê Vi, sách Lê Vi chương 19 câu 2, đó là chủ đề chung cho các bài đọc thưa anh chị em, các bài đọc hôm nay. Bây giờ chúng ta xem thử nè, cái trình thuật mà chúng ta mới vừa nghe nói về việc phán xét chung, ngày có thể nói là ngày tổng thế khi con người đến trong vinh quang, chúng ta để ý cái chữ con người, Đức Giêsu chỉ về mình. Rồi, gì nữa, đến trong vinh quang rồi ngự lên ngay vinh hiển đó vinh quang vinh hiển là hầu như đồng nghĩa với nhau nghĩa là người vừa đến và ngự lên mà thường ngự lên là để xét xử Ở khi vua ngự ra để mà đón dân thì chắc chắn là có một cái sự xét xử nào đó và đúng như vậy chính vì vậy mà truyền thống hội thánh gọi là cái trình thuật về ngày phán xét đó rồi khi người đến và người ngự thì các thiên hạ các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt người rồi cái động thái của người này là người tức là Chúa Giêsu đó sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê ở đây trong dụ ngôn này Chúa chỉ Chúa ám chỉ người như là người vị một tử mà trong các tin mừng Chúa vẫn thường nói ta là đống chăn chiên tốt lành là một tử tốt lành thưa anh chị em thì người tách ra phân loại ra thì chỉ có hai loại ngày toàn thế không còn luyện ngục nữa chỉ có hỏa ngục và thiên đàng chính vì vậy mà ở đây chúng ta thấy chỉ có hai loại người ừ. tách ra người sẽ cho chiên đứng bên phải người loại người thứ nhất còn dê thì ở bên trái loại người thứ hai chúng ta để ý cái động thái của đức giêsu hay là cái của vị vua đến để mà xét xử này đó là gì Tách lời rời, tách riêng ra, tách biệt ra. Cái khái niệm á, tách biệt, tách riêng ra trong tiếng Do Thái á, có nghĩa là thánh. À, cái động từ thánh, kadash, và tính từ thánh, kadosh, trong tiếng Do Thái có nghĩa là tách biệt ra. Chính vì vậy mà chúng ta thấy bản dịch cũ, ngày xưa, các đó, đón dịch khi nói về người pha siêu đó, thì các đón dịch là biệt phái cái đám pharisêu là cái đám tự cho mình là thánh thánh thiện hơn những người khác cho nên họ sống tách biệt với những người khác thưa anh chị em. không ăn cùng bàn này không đi cùng thuyền này không ở trong cùng một xe này đó ngày nay cái não trạng này còn vẫn còn một một số người áp dụng ở bên do thái nơi giới do thái cực đoan thưa anh chị em. đó thì quan niệm thánh là như vậy cho nên cái động từ thánh có nghĩa là tách riêng ra, tách rời ra, Phong loại ra. Ừ. Rồi chúng ta để ý, cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vị vua Giêsu đến phán xét mà bằng cách thế nào, tách riêng ra, tách rời mà là thánh hóa đồng nghĩa như là thánh hóa. Rồi bây giờ chúng ta nghe cái quan cảnh này, người ngỏ lời với những người đứng bên phải này bây giờ đức vua sẽ phán cùng những người ở phía bên phải rằng nãy giờ chưa biết những người đó có cái đặc điểm gì mà bây giờ chúng ta chỉ nghe là người ở bên phải nhưng mà một tí nữa chúng ta sẽ nghe là những người công chính những người bên phải đó là những người công chính sau khi chúa liệt kê một loạt những cái động thái thiện hảo chính trực công bình mà họ thực hiện cho đồng loại của họ chúng ta nghe nè và ở trong bên cái câu này chú nói nào những kẻ cha ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thổ tào thiên lập địa chúng mời gọi họ gọi là những kẻ cha ta chúc phúc những kẻ có phúc thưa anh chị em rồi gì nữa thứ hai là hãy đến thừa hưởng vương quốc tức là thiên đàng đàn như vậy đặc điểm của những người ở bên phải này là những người được chúc phúc và những người được thừa hưởng mà ai thì thừa thừa thì được quyền thừa hưởng ưu ưu tiên nhất thưa là con cái à, nghĩa là cha à, các ngươi là con bởi vì ở trên kia nói những nào những kẻ cha ta chúc phúc mà cha thì chúc phúc cho những đứa con Đó. thì những đứa con này thì được thừa hưởng như vậy thì rõ ràng thưa anh chị em, cái gì làm cho những người con của cha trên trời cái, cái, cái tương quan uh, phụ tử này được thiết lập ngay từ bí tích thánh tẩy chúng ta trở thành con thiên chúa cái gì làm cho chúng ta tiếp tục nhận cái sự chúc phúc và được thừa hưởng uh, thiên đường của cha vương quốc của cha thưa anh chị em thưa đức giêsu liệt kê không có lý thuyết không có triết thuyết nào uh, hay là không có những kinh kinh kệ dài dòng những đồng thái căn bản thưa anh chị em Ờ, giúp cho chúng ta tiếp tục nhận cái sự chúc phúc và được thừa hưởng nước trời chúng ta nghe chú nói này vì xưa vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn ta khát các ngươi đã cho uống ta là khách là các ngươi đã tiếp rước ta tròn truồng các ngươi đã cho mặt ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hàng rõ ràng đó toàn là những hành vi của đức ái thưa anh chị em cho nên khi chúng ta nói tiếng vong với đức ái thì hệ quả là gì được chúc phúc và được thừa hưởng à, chúng ta thấy được chúc phúc và được thừa hưởng thì bây giờ cái câu đáp lại của những người ở bên phải bây giờ bị được đổi tên rồi chúng ta thấy có một sự đổi tên giữa ở trên kia là ở câu 34 bây giờ đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng họ chưa biết được căn tính của họ thì thế là biết được sơ sơ là gì ở đoạn một đoạn hai là những kẻ được chúc phúc được thừa hưởng mà được chúc phúc thừa hưởng nhờ cái gì thưa nhờ sáu cái động thái căn bản mà Chúa liệt kê này Đó. mà thấu sáu động thái này là gì là những động thái căn bản của Đức Ái của Đức Ái và sau khi mà liệt kê những cái động thái này để chứng tỏ rằng họ là những kẻ được chúc phúc và thừa hưởng như vậy thì họ được đổi tên ở câu 37 nói này, bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng, tác giả không nói là bây giờ những người ở bên phải sẽ thưa rằng mà đó là những người công chính. Chúng ta thấy có một sự đổi tên, à, mà chúng ta biết đổi tên là đổi vòng mệnh đổi vòng mệnh. Cái gì đổi vòng mệnh kiếp người chúng ta thưa anh chị em? Những hành vi đức ái. Mà đổi đổi vòng mệnh mà đổi một cách tích cực À, đổi từ những kẻ ở bên phải không chưa biết là những kẻ đó như thế nào thành những người công chính đổi một cách tích cực như vậy đổi một cách tích cực như vậy cái làm cho chúng ta nên công chính đó là gì những hành vi đức ái mà Chúa mới vừa liệt kê thưa anh chị em thì những người công chính này thưa với Chúa này lại Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn khác mà cho uống có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trong truồng mà cho mặc có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi hang đâu? Thì Chúa mới trả lời, Đức vua sẽ đáp lại rằng: "Chúng ta thấy những cái từ ngữ mà để chỉ Chúa Giêsu đó là gì? Thứ nhất là con người. Rồi mà ngữ đến uh, trên ngai có nghĩa là vua, cho nãy giờ là chúng ta thấy Đức vua, Đức vua, nhưng mà chữ con người đó cũng đồng nghĩa với là mục tử nữa, mục tử nghĩa là không phải như một vị vua thống trị quyền bính mà là một vua đi chăn dắt một tử vai trò của một tử là chăn dắt. Thì vị vua đáp lại rằng ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Chúng ta thấy chưa có tôn giáo nào mà trong đó trong tôn giáo đó cái vị thần có một cái sự táo bạo như nước Giêsu, sự táo bạo của vị Thiên Chúa của cái Tô giáo nơi tại ở điểm này là đồng hóa mình với những kẻ đau khổ bằng còng bằng bằng cùng bằng nghèo khổ thưa anh chị em, đồng hóa mình với những người đó. Mỗi lần các ngươi làm cho những người đó đó là làm cho chúng ta. Chúng ta thấy, chúng ta không tìm thấy nơi các tôn giáo khác thưa anh chị em, đó. Cho nên tôi bằng phép pháp mạng phép gọi là sự táo bạo của vị thiên chúa của Kitô giáo là ở chỗ đó. Như vậy thì cái gì làm cho chúng ta nên công chính thưa anh chị em là đức ái tức là tình yêu, lòng yêu người, yêu thương đồng loại. Rồi, chúng ta nghe tiếp cái cuộc đối thoại giữa đức vua và những người ở bên trái này. Rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng quân bị quyền rủa kia đi đi cho khuất mắt ta và vào lửa đời đời dành sẵn cho các tên ác quỷ và các sứ thần của nó chúng ta thấy có bậc ba đặc điểm nơi những người ở bên trái là những người bị quyền rủa thứ hai đi cho khuất mắt ta có nghĩa là bị móc chúa bị bị đầy xa Chúa bởi mắt Chúa có nghĩa là sự hiện diện của người mất đi sự hiện diện của Chúa mà nơi nào người ta không có sự hiện diện của Chúa là hiện diện của ma quỷ đó cho nên chúng ta thấy ở đây ngay từ những câu cái câu đầu đã xác định rõ cái bản chất của người ở bên trái rồi rồi Đức Vua cũng nói lên lý do tại sao rồi Chúa nói những người đó là bị quyền rủa bị mất thiên Chúa hay mất thiên đàng thưa anh chị em Uh, liệt kê này đức vua liệt kê ta đói vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn ta khác các ngươi đã không cho uống ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước ta tròn truồng các ngươi đã không cho mặt ta đau yếm và ngồi tù các ngươi đã chẳng viếng thăm đó. thì chúng ta để cái tiếp này những người đó phản những người ở bên trái đó, trả lời lại Bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng Thưa anh chị em Ở đây Cái câu nói là những người ấy Chứ không có nói là những người hung dữ Hay là những người xấu Hay là những người công chính Như trên kia Trên kia có một sự đổi đời Trên kia có một sự đổi quạt bằng mệnh Từ những kẻ bên phải đổi thành những kẻ công chính còn ở dưới này không có đổi ở trên chỉ nói là người ở bên trái rồi khi mà họ trả lời thì nói là những người ấy tức là những người ở bên trái trả lời như vậy không có sự thay đổi thưa anh chị em. cho nên chúng ta thấy sự ích kỷ cái sự ích kỷ thiếu đức ái thưa anh chị em, nó dẫn đến cái gì nó làm nó nghĩa là nó, làm mai một nó làm cũ đi nó nó không có thay đổi được cái định mệnh kiếp người của chúng ta À, bởi vì ở bên trái ở trong cái xấu xa rồi bị quyền rủa rồi là cái chỗ ở là dành là chỗ mà dành cho ma quỷ đó chúng ta thấy rất là hay khi ở đây không có sự đổi tên đổi đời thưa anh chị em mà ai cũng muốn đổi đời ai cũng muốn vươn lên à, tới lý tưởng trọn lành của khi tô giáo là thánh thiện và yêu thương thưa anh chị em à, nhưng mà không làm những hành vi tốt lành, tức là thiếu đức ái. khi chúng ta nói không với đức ái, thưa anh chị em, chúng ta bị quyền rủa rồi và bị mất chúa rồi à, và đồng nghĩa với việc là mất hạnh phúc đời đời, mất sự sống đời đời. thì cái câu trả lời của họ cũng như là câu trả lời của như người công chính đó là gì? Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát hoặc là khách lạ hoặc tròn truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng ta bỏ thật các ngươi mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Một lần nữa Chúa đồng hóa mình với những kẻ xấu số, nghèo đói, đau khổ, bằng cùng trong xã hội. Rồi khi cái, cái dụ ngôn kết thúc rất là hay thôi em, thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, họ tức là những người ở bên trái, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời, thôi em, chúng ta thấy uh, rõ ràng là những người xấu, những người thiếu đức ái thì họ không có cái tên cụ thể, chỉ nói chung chung là họ thôi, ở bên trái là những người đó thôi, những người ấy thôi chúng ta thấy. Cho nên trong khi đó những người mà công chính, những người mà sống đức ái thì có một danh hiệu đó là gì? Người công chính thưa anh chị em. À, ở bên phải và được đổi thành công chính nhờ những hành vi đức ái của họ. Như vậy thì những người kia không có tên tuổi, à, không có tên tuổi chúng ta thấy à, một xã hội một định mệnh kiếm người mà không có tên tuổi nghĩa là không có danh tính xã hội à không như danh thánh xã hội danh thánh cá nhân nghĩa là như thể không hiện hữu thưa anh chèm có nghĩa là gì việc thiếu đức ái thưa anh chèm việc thiếu đức ái làm tổn hại đến danh thánh của chúng ta việc thiếu những hành vi đức ái làm cái gì làm như thể chúng ta có nhưng không hiện hữu chúng ta hiện diện nhưng không hiện hữu vậy đó nghĩa là không có nghĩa cái cuộc sống của chúng ta không có nghĩa thưa anh chị em, nếu thiếu những hành vi đức ái nếu nói tiếng không với đức ái với luật yêu thương của Chúa cho nên chúng ta xét cái 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 cấu cái, cái trúc văn chương rất ý nhị ở trong này khi chủ ý à, trong cái cái lời kể của Chúa Chúa chủ ý không đặt tên cho những người ở bên trái những người thiếu đức ái là muốn nói đến cái hậu quả của việc thiếu đức ái à mình nghĩa là mình không thực sự hiền hữu, có hiền diện nhưng không hiền hữu Thưa anh chị em. Rồi gì nữa? Họ ra đi chịu cực hình muôn kiếp là hỏa ngục, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời là thiên đàng. Như vậy thì chúng ta thấy một kiếp người cũng là người à, ở bên phải lẫn bên trái cũng là người một kiếp người nhưng có hai định mệnh thưa anh chị cái định mệnh định mệnh của kẻ đi đến định mệnh là gì cực hình muôn kiếp hoảng ngục và định mệnh kia là gì sự sống muôn đời thiên đàng thưa anh chị em. như vậy thì chúng ta đặt vấn đề là điều gì quyết định cho sự chuyển hướng này điều gì quyết định cho sự chuyển hướng này thưa đức ái có đức ái thì đi về với sự sống muôn đời, thiếu đức ái đi về với cực hình muôn kiếp, thưa anh chị em. Đó, cho nên. Như vậy thì ở đây cái chủ đề chung đó là đức ái là luật yêu thương. Và chúng ta thấy ở trong tin mừng à, ở trong thư của Doan đó, à, chương 1 câu 4, à, thư thứ nhất của Gioan chương 4 câu 8 đó thì định nghĩa, ông định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu, thưa anh chị em và lý tưởng của Kitô tô giáo thưa anh chị em lý tưởng của mọi Kitô tô hữu đó là luật yêu thương mà chúng ta nhắm đến cho nên cũng cùng một lý tưởng đó mà trong cựu ước thì lại gọi một cái tên khác chính vì vậy mà tôi mới đặt cho mình cái chủ đề cho mình tự đặt cái chủ đề là một lý tưởng thôi à, lý tưởng về với thiên chúa thôi về với vinh cửu với người thôi nhưng được mang hai tên gọi thánh thiện và yêu thương. Bây giờ chúng ta xem thử là lý tưởng và thánh thiện được diễn tả như thế nào trong bài đọc 1 trích từ sách Lê Vi chương 19 câu 1 đến câu 2 rồi nhảy qua câu 11 đến câu 18. Chúng ta nghe. Điều cấm thứ nhất, các ngươi không được trộm cắp. Thứ hai, không được nói dối. Thứ ba, không được lừa gạt đồng bào mình. Thứ tư, các ngươi không được lấy danh ta mà thời gian, làm thế là các ngươi xúc phạm đến danh thánh Chúa của các ngươi. Ta là Đức Chúa. Điều năm, ngươi không được bóc lột người đồng loại. Điều sáu, không được cướp cửa. Điều bảy, tiền công người làm thuê, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng. Điều tám, ngươi không được rủa người điếc. Điều chín, đặt chướng ngại vật cho người mù vấp trong. Không được rồi điều 10, các ngươi không được làm điều bất công khi xét xử, không được thiên vị người yếu thế, cũng không được kể nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. 11. Ngươi không được vu khống những người trong dòng họ. 12. Không được ra tòa đòi người đồng loại phải chết. Ta là Đức Chúa. Mười... 13 Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn của trách người đồng bào, như thế ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. 14. Ngươi không được trả thù. 15. Không được oán hận những người thuộc về do ngươi. Thưa anh chị em, như vậy 15 điều cấm để nói không với bất công và điều ác, để đạt đến cái lý tưởng đó là gì? Các ngươi phải thánh thiện vì ta thiên chúa của các ngươi là đồng thánh còn hai giới răng để giúp cho đạt đến cái sự thánh thiện đó là gì ở cái câu 14 ở cái điều cấm thứ 9 đó, cái phần 2 của điều cấm thứ 9 là đặt nó không được đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, nhưng phải kính sợ thiên chúa của ngươi ta là đức chúa thứ nhất điều răng thứ nhất là kính sợ Thiên Chúa của ngươi, điều răng thứ hai là đồng cuối, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa, Thưa anh chị em. Như vậy lòng kính sợ và yêu thương đồng loại sẽ thánh hóa chúng ta, sẽ tách biệt chúng ta ra, không để cho chúng ta lẫn lộn với thế giới tội lỗi, chẳng hạn Đó, thì hay là như làm tách mà cái chất dơ trong vàng ra để còn là vàng tinh rồng thôi thì phải qua lửa vậy thưa anh chị em. như vậy rõ ràng chúng ta thấy cái bài đọc một rất là rõ ràng rất là chi tiết và rõ ràng cho chúng ta thấy được 15 điều cấm và hai điều răng để có thể vươn lên cái lý tưởng mà thiên chúa đã đưa ra cho con người đó là sự thánh thiện các ngươi phải nên thánh cũng cùng một cái chủ đề đó thưa anh chị em bài đáp ca trước thì thánh vịnh 18 b cho chúng ta cái gì nhìn qua cái đọc qua cái thánh vịnh này chúng ta có thể nhận ra như thế này nhận ra được là nhận ra được một cái bộ luật thánh vịnh 18 b cho chúng ta cái bộ luật giao thông giúp cho chuyến xe chiếc xe định mệnh kiếp người chúng ta không bị lạc lối địa đàng chiếc xe định mệnh kiếp người không bị lạc lối về với cực hình muôn kiếp hay là hạnh phúc vĩnh cửu đó thưa anh chị em như trong bài tin mừng đó là nhờ đức ái theo bài tin mừng là cái bộ luật chính là đức ái đức ái những hành vi đức ái giúp cho chiến xe định mệnh của chúng ta đi về với vĩnh cửu trong hạnh phúc chứ không phải cực hình muôn kiếp đó. còn ở trong bài đáp ca này thì lại khác chúng ta nghe luật pháp chúa quả là hoàn thiện bổ sức cho tâm hồn thánh ý Chúa thật là vững chắc cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa siết bao minh bạch cho đôi mắt rạng ngời. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp trong lý, hết thảy đều công minh. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, là đón cứu chuộc con, cuối sinh Ngài vui nhận, bấy nhiêu lời miệng lưỡi không thưa, và bao tiếng lòng con thầm thỉ mong được thấu đến ngài thưa anh chị em như vậy thì đọc qua chúng ta thấy cái bộ luật mà để bảo đảm cho cái chuyến xe định mệnh chúng ta khỏi bị lạc lối địa đàng lạc lối thiên đàng thưa anh chị em đó là gì thứ nhất dưới răng chúa những động những từ ngữ những cái thành ngữ mà dùng ở trong này đồng nghĩa với nhau chẳng hạn luật pháp chúa này đồng nghĩa với thánh ý chúa này bởi vì chúa thể hiện thánh ý của người qua luật của người qua giới răng của người cái tiếp này huấn lệnh chúa này rồi mệnh lệnh chúa này rồi quyết định chúa này chúng ta thấy tất cả những cái thuật ngữ đó đều đồng nghĩa với nhau cho nên là cái bộ luật gồm có ba điểm điểm thứ nhất là giới răng chúa hay giới luật của chúa thứ hai là gì lòng kính sợ chúa lòng kính sợ chúa và thứ ba là gì là việc chọn chúa là đóng cứu chuộc duy nhất À, lạy chúa là núi đá cho con trú ẩn là đóng cứu chùa con quý xin ngài vui nhận thưa anh chị em như vậy thì mỗi bài đọc cho chúng ta những cái 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 luật để làm gì luật đi đường để chiếc xe định mệnh kiếp người chúng ta đi đến bến bờ của thánh thiện và yêu thương thưa anh chị em đến lý tưởng đó đến lý tưởng mà Thiên Chúa là đóng thánh, Thiên Chúa là tình yêu, như vậy thì đi đi đến bến bờ của thánh thiện và yêu thương có nghĩa là đến với Chúa, đến với hạnh phúc vĩnh cửu với người. Như vậy thì các bài đọc hôm nay, mỗi bài đọc cho chúng ta những phương thế rất là tuyệt vời. À, bài đọc tin mừng cho chúng ta cái phương thế đó là gì? Đức ái. Bài đọc đắp ca, tôi mới vừa phân tích cho chúng ta thấy đó là gì? Những phương thế để cho chiếc xe không bị lệch hướng, không bị tai nạn đó là giới răng Chúa, lòng kính sợ Chúa và việc chỉ chọn Chúa là đón cứu độ duy nhất. Và cuối cùng, bài đọc một Trước từ sách Lê Vi thì cho chúng ta 15 điều cấm và hai giới răng để đạt đến cái mức độ thánh thiện và yêu thương, nghĩa là đạt đến Thiên Chúa là động thánh và là tình yêu thân chèm. Cho nên, tôi tóm lại, cái bài đọc tin mừng cho chúng ta thấy chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu thưa anh chị em về những hành vi của đức ái. Ngày tổng thế khi ra trước mặt Chúa, Chúa sẽ không hỏi chúng ta là Phật giáo hay Công giáo, hay Tin lành, Chúa cũng không hỏi chúng ta là linh mục hay giáo dân, thưa anh chị em, không à, hay là giáo hoàng không, Chúa sẽ hỏi chúng ta đã từng yêu thương hay không? đã có làm những hành vi đức ái như vậy hay không, Chúa sẽ hỏi chúng ta. Chúa sẽ hỏi chúng ta có làm áp dụng những cái luật đi đường là luật thánh chỉ Chúa hay không, có lòng kính sợ Chúa hay không. À, có đã từng chọn Chúa là đấng cứu thế duy nhất hay không. À, rồi Chúa sẽ cũng thầm vấn chúng ta về những hành vi mà chúng ta không làm. À, hay là những điều cấm mà Chúa cấm chúng ta làm, thưa anh chị em. cho nên cuối cùng mà những điều làm đó là gì? Làm xấu cho đồng loại mình không à? Chẳng hạn, ở bài đọc 1, các ngươi không được trộm cắp, thấy không? Không được nói dối, tức là tình yêu đối với đồng loại, thưa anh chị em. Những người, mà đồng loại chính là Chúa. Chúa đồng hóa mình với đồng loại. Mỗi lần các ngươi làm cho các anh em bé nhỏ của ta, là các ngươi làm cho chính ta, thưa anh chị em. Cuối cùng thì không bằng cấp tiền của chức quyền danh lợi thưa anh chị em trước mặt Chúa là zero là vô nghĩa chỉ có tình yêu chỉ có những hành vi của đức ái thưa anh chị em hành vi của đức ái nó là cho chúng ta tồn tại Thánh Phaolô cũng từng nói ngay từ trong cõi nhân sinh này thì chúng ta có đức tin này đức cậy và đức mến này trong cả ba đức mến cao nhất lý do tại sao bởi vì ở bên kia nắm mồ trong vĩnh cửu chỉ còn có đức ái tức là tình yêu đối với thiên chúa mình cảm thấy mình yêu thương tuyệt vời bởi vì thấy chúa rồi thì không còn đức tin nữa cũng không còn đức cậy nữa chỉ còn có tình yêu bởi vì chúng ta đã hòa nhập vào trong tình yêu rồi vào trong thiên chúa là tình yêu rồi cho nên chỉ có tình yêu không còn đức ái hay là à, không còn đức cậy và đức tin nữa phao lô nói điều đó thưa anh chị em cho nên mùa chay là mùa giúp chúng ta xét mình lại có thử mình ở mức độ nào trong những nghĩa cử của đức ái mà chúng ta làm cho anh em đồng loại của chúng ta à, chúng ta phải coi chừng nhìn lại chiếc cổ xe đời mình đang chạy cái lục gì lục tham lam à, danh lợi chức quyền đè bẹp nhau hay là cái luật tranh chấp quyền lực à, ảnh hưởng trong một nhóm trong một cộng đồng tu cộng đồng giáo xứ cộng đồng gia đình thưa cái luật đó đó thưa anh chị em cái luật mà thiếu đức ái đó cái luật tranh giành chức quyền đó à, luật xung đột đó luật của ghen tương đó luật của nói xấu nói hành đó nó sẽ dẫn chúng ta đến cái gì đến cực hình muôn kiếp à. rồi còn những luật yêu thương thì dẫn chúng ta đến hạnh phúc đời đời Xin Chúa là tình yêu, là động thánh giúp chúng ta thần khí của người ban cho chúng ta thần khí của người để chúng ta có sức mạnh thắng những chiếc cám dỗ và đủ trí khôn ngoan biện phong để lái chiếc xe định mệnh kiếm người của chúng ta đến bến bờ vĩnh cửu của thánh thiện và yêu thương nghĩa là trong thiên chúa tình yêu amen